9 năm rồi. Thưa mấy cái này mình định làm gì chú? Cửa này để đóng cửa, chuẩn bị cất nhà lớn. Dạ, dạ rồi, con cảm ơn chú rất nhiều. Đầu tiên đến với kênh Tư Trần, tôi cũng chúc cả nhà và chị sức khỏe phát triển yên. Hôm nay Thu theo Thu cùng với anh Tùng các đệ tử đến xã Long, huyện Long Khánh, tỉnh Bến Tre. Bến Tre anh ra trồng chưa mấy cây tràm bông vàng cả nhà. Cây tràm bông vàng này á thì nó rất là lớn. 23 thôi, dạ cao cả nhà. Cao cỡ 20 mét luôn. Thu nhìn cả ớt luôn. Cao và lớn lắm. Cả nhà mà ở dưới thì có một hàng dừa nha cả nhà. Hàng dừa. Hàng dừa bên đó. Bên đó nữa, sát bên đây là cây tràm nữa. Thêm một cái hàng rào nữa. Rồi bên đó là có cây dừa bên kia nữa. Cho nên là rất nhiều cây dừa ở phía dưới. Thu mời cả nhà xem con Tùng xử lý cây dừa, cây tràm muôn nhà này như thế nào cả nhà. Em Cường chuẩn bị cột quá trưa lên cho anh Tùng. Em Hiền đưa máy cưa lên cho anh Tùng cả nhà. Anh Tùng leo lên hồi nãy Thu mất quay em Cường cho nên có trong cái cây của em Cường không mấy quay anh Tùng cho nên mất cái đoạn anh Tùng leo lên nha cả nhà thông cảm cho Thu nha.
bắt nhà lớn lắm, cho nên là em vẫn phải bắt cái thùng bắp nhạc áp tiếng nhạc bên kia. Nếu mà nghe không rõ thì cũng thông cảm cho cô chút nha. Vừa to vừa dài đó cả nhà. Còn hai nhánh vì cái đầu anh Tùng cắt rồi, còn hai nhánh
cái đầu cây dừa, cái nhà cái nhánh nó cao quá, nó dài quá, nó nhớt qua cái đầu cây dừa, nó nằm trên cái đầu cây dừa rồi. Hỏi mấy em Huyền kéo ra mới được nằm trên đầu cây dừa. Tại vì cây dừa và cây tràm nó gần nhau quá. Xuống được rồi. Thế được rồi. Cũng hên là không có hư gì kia vừa. Bên đó nó có cây xài nhỏ nhỏ nè. Bên đó cũng đụng với cây xài. Có cái khó mà mình làm nó dễ hơn. Rất giả cũng nó dướng được xài mấy đó. Anh Tùng cột tiếp một nhánh kế theo nữa là hết luôn cả nhà. Còn một nhánh này nữa là đã xong cái đọt. Anh Tùng cột nhánh tiếp theo. Cưa cây này xuống đằng hạ cây bên kia đó, cây kia cho nó cao và dài cao lớn lắm, sợ nó trúng cây này cái này. Với lại tại vừa phủ mấy bên ba bên mấy chú cho nên nó hơi hẹp, khó đưa cái cây xuống. Lắm hình cả nhà.
đưa cây cục, đưa cây chai xịt kiến lên cho em Cường. Tại vì cây quá nhiều dừa luôn, với cây gặp quá cho nên nó dễ tạo cái kiến. Kiến nó dễ ở, dễ sống. Cường kéo nó cưa lên như thế này. Em Cường kéo nó cưa lên nha. Tại vì cái cây đó cả nhà thấy không, nó gặp với cây dừa mà phải cưa cây đó rồi. Cái cây này nè, cây bên đây là mình mới cho nó ngã về được, tại bên đây cao quá, cây bên đây cao quá nên mình phải cho nó cưa cây đó nó mới ngã xuống được. Cường cột cây nữa nha. Cường đưa cây xuống, rồi cột cây xuống đất. Cường nó rất là đẹp. Yeah.
trên đó nha. Thôi chết luôn. Đứng xuống chạy lắm mấy nhỏ không đi.
Cái lỗ này nó chắc lắm nha cả nhà. Này nó đen mà nó to lắm. Hơn 2 gang của thu luôn.